Đã đến với chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Và trong chương trình hôm nay sẽ có sự chia sẻ của bạn Trần Anh Vũ, một du học sinh vừa mới đậu visa thôi. Thì anh Vũ sẽ chia sẻ cho chúng ta tại sao Vũ lại chọn Mỹ du học, cũng như là chia sẻ cái kinh nghiệm của Vũ. Thì chào Vũ. Dạ, chị. Thì giờ Vũ có thể giới thiệu đôi nét cho các bạn biết về Vũ được không? Dạ. Chào các bạn, mình tên là Trần Anh Vũ, năm nay mình 24 tuổi. Mình tốt nghiệp đại học trường đại học tài chính ngân hàng được 1 năm rồi. Sau trong vòng thời gian 1 năm mình tốt nghiệp thì mình cũng chưa đi làm, và mình cảm thấy cái bằng Việt Nam của mình tốt nghiệp xong thì rất khó để xin việc trong ngân hàng, nên là mình quyết định là tìm một cái trường nào đó bên Mỹ để học lên thạc sĩ MBA. Nếu mình có được cái bằng thạc sĩ rồi thì sau này khi mình về Việt Nam thì với tấm bằng từ Mỹ về thì mình sẽ đi tìm được một công việc ưng ý trong một công ty trong nước hoặc một công ty bên nước ngoài. Thì qua Mỹ, Vũ sẽ học trường nào? Dạ, em học trường University of Houston. Ở cái chuyên ngành nào hả Vũ ha? Dạ, em tốt nghiệp ở đây ngành trường Đại học Việt Nam là ngành tài chính ngân hàng. Thì qua đó em sẽ học lên bằng MBA, thạc sĩ, ngành tài chính ngân hàng. Bên trường này nằm ở bang nào hả Vũ? Dạ, bang Texas. Thì cái dự định của Vũ khi mà học xong cái chương trình thạc sĩ ở Mỹ á, bang Texas, thì Vũ sẽ có như thế nào, dự định của Vũ tiếp theo sẽ như thế nào? Dạ, sau khi em học xong bằng thạc sĩ MBA thì nếu mà em có ý định nữa hoặc em muốn học nữa thì em sẽ học tiếp lên tiến sĩ, hoặc không học nữa thì em sẽ trở về Việt Nam để làm trong một cái công ty nước ngoài như là ngân hàng HSBC. Thì làm sao thì Vũ biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Dạ, em nghe Tân Đại Dương thì cũng lâu rồi, nghe từ những người khác, vô tình đọc trên mạng được. Thì sau đó em cũng chưa tìm hiểu. Sau này thì em có lên mạng thì em cũng tìm hiểu ra những công ty du học hàng đầu ở Việt Nam, đặc biệt trong miền Nam thì có công ty Tân Đại Dương là công ty đứng đầu. Nên này em tìm đến với dịch vụ Tân Đại Dương, và em đặc biệt cảm thấy là đặc biệt hài lòng với những gì mà công ty đã PR là quảng cáo. Thì người nào làm hồ sơ với em? Dạ, chị Thúy. Chị Thúy rất là dễ thương, chú đáo và rất là ân cần nữa. Nên là đã khiến cho bạn cảm giác rất là thoải mái, không có gì ngại ngùng, lo sợ. Bởi vì thoải mái nên mà Vũ mới nhanh có được visa Mỹ đúng không? Dạ. Thì một lần nữa Tân Đại Dương xin chúc cho Vũ đạt được thành công, cũng như là được như những cái ý nguyện như là Vũ đặt ra ngay từ bây giờ. Dạ, xin cảm ơn.